Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại là giáo viên của Học viện Gizento. Và hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực Ba Vì, Hà Nội để ở ngoài thực địa sẽ giới thiệu cho mọi người cái quá trình đo đạc cũng như là cho những ai đang cần tìm hiểu hoặc học hỏi về cái quá trình đo đạc này thì có thể là xem video này để chúng ta cùng thực hiện nhé. Thì cái nhiệm vụ mà chúng ta cần làm thì tại sao chúng ta cần phải đo đạc? Thì đo đạc như này sẽ mang lại cho chúng ta những cái nội dung chính như sau. Cái thứ nhất là chúng ta có thể là xác định được chiều dài, chiều rộng, diện tích của một cái khu đất mà chúng ta cần biết để chúng ta phục vụ cho cái công tác thiết kế, ví dụ như đặt công trình hoặc đặt nhà như nào trên cái tổng cái mặt bằng như vậy. Cái thứ hai là khi mà chúng ta đo đạc như này thì chúng ta sẽ xác định được độ cao giữa các cái điểm tương đối trong cái khuôn viên khu đất này để sau chúng ta tính được khối lượng đào đắp cũng như là khối lượng vận chuyển đi khỏi công trình để chúng ta sẽ có một cái dự toán thật sát cho cái công trình mà chúng ta chuẩn bị khởi công. Cái thứ ba là sau khi mà đo đạc xong và chúng ta bắt tay vào thiết kế thì chúng ta có thể dựa vào những cái phần mà chúng ta khảo sát với những cái mốc gửi của chúng ta để chúng ta triển khai điểm ra thực tế như thế nào để phục vụ cho quá trình thi công nhé. Thì sau đây mời mọi người cùng chúng tôi xem về cái quá trình chúng tôi thực hiện khảo sát thiết kế ngoài thực địa để phục vụ cho quá trình thi công cả về vị trí mặt bằng lẫn vị trí độ cao.